Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone, welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ học bài đầu tiên, lesson 1 của unit 13, My House, ngôi nhà của tôi. Trong buổi học này, chúng mình sẽ được học các từ vựng liên quan đến các căn phòng trong ngôi nhà. Đồng thời, chúng mình cũng sẽ học thêm một cấu trúc câu, hỏi phòng nào ở đâu và cách trả lời. Bây giờ, cô mời các con cùng bắt đầu buổi học với cô nhé. One, look, listen and repeat. Nhìn, nghe và nhắc lại. Mời các con quan sát hai bức tranh, nghe và nhắc lại theo cô nhé. Bức tranh A. Come in, please. Mời vào. Wow, I like your house. Wow, tớ thích ngôi nhà của bạn. Where's your bedroom? Phòng ngủ của bạn ở đâu? It's here. Nó ở đây. Bây giờ cô mời các con lắng nghe và nghe. Unit 13, My House, page 18, lesson 1, activity 1, look, listen, and repeat. A. Come in, please. Wow, I like your house. B. Where's your bedroom? It's here. Như vậy, trong phần 1, các con có thể thấy khi muốn hỏi căn phòng ngủ ở đâu thì bạn ấy đã dùng cấu trúc Where's your cộng với tên phòng và ở đây thì sẽ nói là It's here. Bây giờ, cô mời các con cùng thực hành đọc hai đoạn hội thoại này với cô một lần nữa nhé. A. Come in, please. Wow, I like your house. B. Where's your bedroom? It's here. Bây giờ, cô mời các con chuyển qua phần số 2. 2. Listen, point and say. Nghe, chỉ và nói. Ở đây chúng mình có thể thấy cấu trúc Where's the cộng với tên phòng, tức là hỏi ở đâu. Where có nghĩa là ở đâu, phòng nào nó ở đâu. Và cách trả lời It's here, nó ở đây. Nếu như cái phòng đó đang ở cạnh mình và nói It's there, nó ở đằng kia. Nếu như cái phòng đó ở xa mình. Phía bên tay phải, chúng mình có 4 từ vựng liên quan đến 4 căn phòng khác nhau. Cô mời các bạn nghe và nhắc lại theo cô nhé. Living room. Phòng khách. Living room. Bức tranh B. Bathroom. Phòng ngủ.
Bathroom. Bức tranh C, kitchen. Phòng bếp, kitchen. Và bức tranh D, bathroom. Phòng tắm, bathroom. Bây giờ, cô mời các con lắng nghe file nghe và chỉ vào bức tranh tương ứng nhé. Các con chú ý trong bức tranh, chúng mình có các bàn tay này. Bàn tay chỉ gần, tức là nó ở gần, mình sẽ dùng is here. Còn bàn tay ở xa, tức là nó ở xa thì mình sẽ dùng is there, nó ở đằng kia. Bây giờ mời các con nghe và chỉ vào bức tranh. Page 18. Lesson 1. Activity 2. Listen, point, and say. A. Living room. B. Bedroom. C. Kitchen. D. Bathroom. Where's the living room? It's here. Where's the kitchen? It's there. Như vậy, đoạn hội thoại đầu tiên, người ta hỏi Where's the living room? Phòng khách ở đâu? Và người ta trả lời Is here. Nó ở đây. Như vậy mình sẽ chỉ vào bức tranh A. Còn đoạn hội thoại thứ hai, người ta hỏi Where's the kitchen? Phòng bếp ở đâu? Và người ta nói rằng Is there. Nó ở đằng kia. Nên mình sẽ chỉ vào bức tranh C. Bây giờ cô mời các bạn chuyển qua phần tiếp theo. 3. Let's talk. Hãy cùng nhau nói. Ở đây là một căn nhà cùng với các bàn tay để quy định mình trả lời là is here or is there. Cô mời các con cùng thực hành nói với cô nhé. Trước tiên mời các bạn đặt câu hỏi phòng ngủ ở đâu? Where's the bedroom? Mời các bạn trả lời, nó ở đây. It's here. Câu số 2. Mời các con hỏi, phòng tắm ở đâu? Where's the bathroom? Mời các con trả lời, nó ở đằng kia. Is there? Câu số 3, mời các bạn hỏi, phòng khách ở đâu? Where's the living room? Mời các con trả lời, nó ở đây. It's here. Và câu cuối cùng, cô mời các bạn hỏi. Phòng bếp ở đâu? Where's the kitchen? Mời các bạn trả lời,
Nó ở đằng kia. It's there. Như vậy, cô Huyền vừa mới hướng dẫn các bạn xong phần thực hành nói. Cô mời các con cùng chuyển qua phần số 4. For, listen in circle. Nghe và quanh tròn. Chúng mình có hai câu trong phần số 4 này. Mỗi câu có hai bức tranh. Các con sẽ nghe và quanh tròn vào bức tranh tương ứng nhé. Câu số 1, bức tranh A. Đó là phòng khách. Bức tranh B cũng là phòng khách. Sự khác biệt duy nhất đó là ở bức tranh A. Nó là ở gần, mình sẽ dùng câu trả lời It's here, nó ở đây. Còn bức tranh B, nó ở đằng kia. It's there. Câu số 2, cả hai bức tranh đều là phòng ngủ. Bathroom. Hình A, nó ở gần. It's here, nó ở đây. Hình B, nó ở xa. It's there, nó ở đằng kia. Các con sẽ nghe xem những căn phòng này ở gần hay ở xa để khoanh vào bức tranh tương ứng nhé. Bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu nào. Page 19. Lesson 1. Activity 4. Listen and circle. 1. Where's the living room? It's here. 2. Where's the bedroom? It's there. Lượt số 2, mời các bạn nghe và kiểm tra đáp án. Page 19. Lesson 1. Activity 4. Listen and circle. 1. Where's the living room? It's here. 2. Where's the bedroom? It's there. Như vậy, mình sẽ chọn câu A cho câu 1 bởi vì người ta nói it's here, nó ở đây. Và câu B, it's there, nó ở đằng kia. Nên mình sẽ chọn hình B cho câu 2. Mời các con chuyển qua phần số 5. 5. Look, complete and read. Nhìn, hoàn thiện và đọc. Dựa vào bức tranh để chúng mình sẽ hoàn thiện những cái đoạn hội thoại ở bên dưới. Câu số 1 này. Trong hình đó là phòng khách. Where's the living room? Nên mình sẽ điền phòng khách vào đây. It's here. Nó ở đây. Câu số 2 đó là phòng bếp. Where's the kitchen? It's there. Nó ở đằng kia. Câu số 3 đó là phòng tắm. Where's the bathroom? It's there. Nó ở đằng kia. Và câu số 4, where's the bedroom? Phòng ngủ ở đâu? It's here. Nó ở đây. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển qua phần cuối cùng nhé. 6. Let's sing. Hãy cùng nhau hát nào. Phần này chúng mình sẽ được tham gia hát một bài hát rất là thú vị. Trước tiên cô mời các con nhìn vào phần lời bài hát. Bài hát này có tên là Where is it? Nó ở đâu? Phần bài hát này chúng mình sẽ được ôn tập lại các từ vựng liên quan đến các căn phòng và cấu trúc câu hỏi nó ở đâu và câu trả lời It's here, nó ở đây và it's there, nó ở đằng kia. Trong phần này thì không có từ mới, chỉ có duy nhất một từ, đó là từ dining room, là phòng ăn. Dining room là từ mới thôi. Cô Huyền sẽ bật vai nghe và các con hoàn toàn có thể vừa nghe và hát theo được. Các con sẵn sàng chưa? Let's go! Page 19. Lesson 1. Activity 6. Let's sing. Where is it? This is the living room. Where's the dining room? Where is it? It's here. It's here.
kitchen? Where's the bathroom? Where is it? It's there, it's there. Như vậy, trong buổi học ngày hôm nay, chúng mình đã được học các từ vựng liên quan đến chủ đề nhà cửa và chúng mình học cấu trúc câu hỏi và trả lời về nơi trốn của một số căn phòng trong nhà. Các con về nhà ôn tập lại tất cả những kiến thức này nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye! Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.